Tiếp tục là những thông tin thời tiết cập nhật. Hôm nay thì Cần Thơ có nhiều mây, mưa từ sáng. Thì các nơi khác như thế nào, chị Hồng Giao? Dạ vâng, xin chào anh Nhật Minh và quý vị khán giả. Không riêng Cần Thơ, hầu khắp miền Tây ngày hôm nay cũng đã nhiều mây. Một số nơi có mưa từ sáng, dấu hiệu là trời sẽ có mưa nhiều trong ngày. Quý vị có thể thấy là trên ảnh mây vệ tinh ngay lúc này, thì mây đang phát triển và che phủ nhiều tỉnh thành ở khu vực miền Tây Nam Bộ, trong đó có Bến Tre, Cần Thơ và Kiên Giang. Mây dày hơn, đối luôn mạnh và gây mưa to. Đợt này mưa nhiều như vậy là bởi tác động của giải hội tụ nhiệt đới vắt ngang phía nam của nước ta. Đây là giải hội tụ gió ẩm tạo điều kiện mây dông hình thành và phát triển quanh rãnh, gây mưa trên diện rộng. Thời gian giải mây ẩm này hoạt động mạnh nhất là về chiều và tối. Nên đây cũng là thời gian mưa nhiều ở khu vực Nam Bộ. Dự báo là chiều đến tối nay thì mưa sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam Bộ. Cảnh báo là có nhiều điểm mưa vừa mưa to, tương ứng với những nơi có màu xanh đậm trên bản đồ. Lượng mưa từ 25 cho đến 50mm. Không loại trừ khả năng là mưa dồn dập trong thời gian ngắn, gây ngập úng cục bộ. Trong mưa thì quý vị cần đề phòng các hiện tượng về lốc sét và gió giật nguy hiểm. Cụ thể, tại thành phố Cần Thơ, dự báo là càng về chiều thì mưa sẽ càng nhiều hơn. Và sau khoảng 14 giờ thì sẽ xuất hiện nhiều điểm mưa vừa, mưa to thành từng đợt cho đến tối. Có mưa nên là không khí chiều ngày hôm nay cũng khá là dễ chịu. Nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 30 độ. Buổi tối trời mát, nhiệt độ vì thế cũng sẽ giảm xuống còn 25, 26 độ. Không riêng trên đất liền, mà thành phố Phú Quốc ngày hôm nay thì trời cũng có mưa dông liên tục trong từ chiều cho đến tối. Ngoài mặt tích cực là mang lại bầu không khí mát mẻ với nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay không quá 29 độ. Mưa dông gió mạnh có thể kèm theo các hiện tượng về gió giật và lốc xoáy nguy hiểm. Chuyển sang thông tin dự báo thời tiết trên biển, khắp các vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, Kiên Giang, bao gồm các quần đảo Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu và Côn Đảo. Cảnh báo là ngày hôm nay cũng sẽ có mưa dông. Trong mưa thì quý vị cần đề phòng các hiện tượng về lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.